Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất đặc biệt tại khu vực Kiều Đàm, quận 7. Thì như theo mọi người đang nhìn thấy trên lay cam của Phước Sửu đang bay thì mình từ bắt đầu từ cầu Kiều Đàm, mình di chuyển vào lô đất tại khu Kiều Đàm. Thì với cái mặt tiền đường chính của khu Kiều Đàm là 20m, rất là rộng rãi. Thì vị trí lô đất này thì cách cái đường 20m tầm khoảng chỉ khoảng 200 đến 300 m. Theo như mọi người đang nhìn thấy thì khu Kiều Đàm là một cái khu compound, trong đó là được an ninh bảo vệ 24/24 và có một cái ngôi chùa rất là lớn, đó là chùa Kiều Đàm. Thì bây giờ là Phước Sửu cùng với mọi người là tham quan vị trí rất đặc biệt của lô đất này nhé. Lô đất này với diện tích là 4 x 15, và kế bên lô đất này có thêm một căn nhà cũng diện tích 4 x 15, được xây dựng là một trệt một lầu. Khi khách hàng mà mua lô đất này thì có thể có nhu cầu thì mua thêm căn nhà kế bên. Thì với tổng diện tích là của lô đất và căn nhà là 8 x 15. Đây là từ cái đường lớn 20m. Thì theo chân Phước Sửu mình cùng rẽ trái vào hẻm thứ hai của khu Kiều Đàm phía bên tay trái ha, ngay cái chỗ vật liệu xây dựng mình đi vào. Thì con đường mà vào lô đất rộng tầm khoảng là 7m, xe hơi tránh nhau thoải mái. Hai bên thì tất cả nhà đã xây dựng hết rồi và cây xanh rất là nhiều. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều biệt thự nè, nhiều căn nhà cao cấp và nhiều cái căn hộ dịch vụ đang đưa vào sử dụng khai thác. Đây vị trí lô đất thì ngay vị trí chỗ này, và xung quanh thì rất là nhiều nhà đã xây dựng, bao gồm một cái nhà 4 x 15, nhà cấp 4 đang làm nhà kho, và một nhà một trệt một lầu. Với lô đất này thì pháp lý sở hữu vĩnh viễn, sổ hồng và sang tên ngay. Nếu anh chị sở hữu lô đất này thì mình có thể là xây dựng ngay, hoặc là mình có thể sử dụng lại cái công trình cấp 4 của lô đất, hoặc căn nhà một trệt một lầu. Phước Sửu nhắc lại là tại đây thì mình có hai lô ha. Một lô là 4 x 15, là đang làm nhà kho, và một căn nhà một trệt một lầu đang cho thuê với giá khoảng từ 12 đến 15 triệu. Thì Phước Sửu cùng với mọi người phân tích tổng quan sơ qua về cái khu Kiều Đàm một tí xíu. Thì trong cái khu Kiều Đàm thì mọi người nhìn thấy thì có rạch đà bao quanh, gần như là tổng khu Kiều Đàm thì có hai mặt giáp sông. Một cái sông ở đường Trần Xuân Soạn và một con rạch rất là lớn có cái cầu băng ngang qua khu Kiều Đàm.
nên là khu Kiều Đàm là một khu rất là mát mẻ. Và đặc biệt ở trong khu này là rất là nhiều cây xanh. Vị trí của khu Kiều Đàm thì rất là tiện lợi di chuyển về tất cả các khu. Khu dân cư Kiều Đàm nằm kế cạnh khu dân cư Him Lam và một cái gọi là cái khu dân cư vị trí là đứng đầu ở đầu của quận 7. Khi mà mình di chuyển từ quận 4 sang thì gặp cái đèn xanh đèn đỏ đầu tiên phía bên tay phải là mình bắt gặp ngay khu dân cư Kiều Đàm. Phía sau của khu dân cư Kiều Đàm là chung cư Sunrise City View và chung cư Hoàng Anh Thanh Bình. Đây, đây là hai cái lốc và ba cái lốc của khu dân cư Hoàng Anh Thanh Bình và ba lốc của Sunrise City View. Đối với người dân quận 7 thì có lẽ khu Kiều Đàm là khu vực mà ít ai là không biết đến. Vậy chúng ta sẽ nói sơ qua đôi nét về khu vực quận 7 này nhé. Quận 7 có tổng diện tích là 36 km2, mật độ trung bình khoảng 7.700 người trên 1 km. Quận 7 tọa lạc ở phía nam thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp với quận 2, quận 4, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và tỉnh Đồng Nai. Nhắc tới quận 7, mọi người đều nghĩ tới khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Phú Mỹ Hưng nổi tiếng nhiều đại gia và ngôi sao giải trí lớn trong làng showbiz, cùng với công viên giải trí nổi tiếng Wonderland. Vị trí địa lý của quận 7 như sau: phía bắc giáp quận 2 và quận 4, đường đánh dấu ranh giới chính là kênh Tẻ và sông Sài Gòn; phía nam giáp huyện Nhà Bè; phía đông giáp quận 2 và tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp quận 8 và huyện Bình Chánh. Quận 7 còn là khu vực có nhiều dự án nổi tiếng như chung cư Phú Mỹ, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, chung cư Sunrise. Vậy khu dân cư Kiều Đàm thì nằm ở đâu? Giá bán ra sao thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Khu dân cư Kiều Đàm nằm ngay trung tâm quận 7, cách khu đô thị Phú Mỹ chỉ 5 phút di chuyển. Vị trí đắc địa tiệm cận với quận 4, quận 8 và khu dân cư Trung Sơn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế và đa dạng tiện ích. Khu vực cũng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, chưa đến 10 phút đi xe máy. Kết nối giao thông, giao thương với quận 4, quận 8 thuận tiện dễ dàng. Bên cạnh đó, xung quanh khu Kiều Đàm còn gần với nhiều chung cư cao cấp như chung cư Him Lam, chỉ cách khoảng 3 phút đi bộ, và chung cư Sunrise. Về tiện ích tại khu vực, nếu quý vị đang thắc mắc rằng liệu khu vực ở đây có an toàn hay không, thì câu trả lời chính là đây là khu dân cư an ninh tuyệt đối 24/24, không những có camera quan sát dọc tuyến đường, mà còn có các chốt an ninh bảo vệ của khu vực. Do vậy, đây cũng là địa điểm được nhiều người dân ưa chuộng để sinh sống và tập thể dục. Ngoài ra, đây cũng là khu dân cư rất yên tĩnh, có nhiều cây xanh thoáng mát, và nhờ vị trí của khu vực này cũng rất tuyệt vời khi bao quanh là dòng sông xanh. Nhờ vậy mà không khí tại khu vực lúc nào cũng rất mát mẻ. Không chỉ dừng lại đó, quý vị hãy an tâm rằng việc mua sắm ở đây cũng rất dễ dàng khi khu vực gần với Lotte Mart, trung tâm thương mại Crescent Mall, Vivo City, cùng rất nhiều cửa hàng tiện lợi như Circle K, GS25, Family Mart và cửa hàng ăn uống hay những khu chợ tấp nập vào buổi sáng. Còn nếu quý vị lo lắng về sức khỏe thì đừng quá bận tâm, bởi vì khu vực này cũng rất gần với nhiều bệnh viện lớn như là Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, và khoảng cách từ những bệnh viện này cũng chỉ tầm 5-7 phút. Và với quý vị đang muốn tìm một khu vực nhà ở tốt cho gia đình, đặc biệt là con cái của mình, thì đây sẽ là một sự lựa chọn tốt, bởi vì xung quanh khu vực này còn là các trường đại học nổi tiếng như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Promit. Ngoài ra, khu vực còn gần với các trường quốc tế cấp 3 như là trường Nam Sài Gòn, trường quốc tế Úc, Canada. Nhìn chung, khu Kiều Đàm là một khu vực đáng để sống không chỉ cho quý vị độc thân, mà còn các cặp vợ chồng và gia đình nhiều thành viên. Tôi cũng tin chắc rằng đây sẽ là khu vực giúp các bạn định cư để có thể ổn định cuộc sống, phát triển công việc, bản thân và nuôi nấng cho thế hệ sau này. Nếu bạn có nhu cầu mua nhà tại khu dân cư Kiều Đàm quận 7 hay đầu tư bất động sản thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi. Với sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và uy tín, chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách trải nghiệm tuyệt vời nhất về nhà đất. Sự tin tưởng của quý khách chính là niềm động lực của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì cũng đừng ngần ngại mà hãy comment cho chúng tôi biết nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video gần nhất.